lắm. Bố nó còn có bảo nó. Phải chứ, mình bảo là này, áo mình thử rửa thôi mình bảo. Theo con kỳ này áo nó vừa hót mình nó vừa nhảy. Nó còn mát lắm, cái loại này kia. Mát thì nó mới về giải thích cho ta là tại sao chúng nó vừa hót vừa nhảy. Đúng một mình nó bật quanh. Bật quanh mất một cái đó. Nhảy 4 năm lần quanh. Nên giải thích. Mà không ăn phát mát không mà. Anh yên tâm để nó. Thì cười mà. Anh Tuấn này không có đi đâu, Tuấn chợ. Mẹ anh chị mà. Chợ đi bán đi đâu.